Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18. Dạ, nãy giờ thì mình đang dành thời gian để mình AFK trên cái chỗ farm Reaper. Nói chung thì cái farm này mình bắt buộc là phải AFK ở trên cao thì nó mới hoạt động ha. Rồi và bây giờ ở dưới nó đã có được khá là nhiều Reaper đó. Xác định mấy cân nha. Úi giời. Và thỉnh thoảng nó cũng có mấy con xương rồi các thứ á, nên mình cứ vứt mấy cái đồ của nó vô cái cây xương rồng cho nó mất đi cũng được. Và phần thưởng mình thu được rất là nhiều những cái thuốc súng luôn. Hôm nay thì các bạn cũng để á, mình rất là hay sử dụng nỏ luôn đúng không? Mình đang đổi sang sử dụng nỏ để thay thế cho cây cung á, và cảm giác nỏ khá là hiệu quả ha. Nhưng mà đây vẫn chưa là sức mạnh thật sự của cây nỏ đâu. Hôm nay chúng ta cùng nhau nâng cấp sức mạnh cho cái cây nỏ này, để nó trở thành một loại vũ khí có sức công phá hủy diệt luôn á. Nghe chắc có vẻ nhiều bạn sẽ rất là thích đây. Đầu tiên thì mình cần phải cất mấy cái thuốc súng này vô trong một cái rương trước đi. Cái rương này thì đầy mất rồi. Mình sẽ cho tạm vô cái rương này đi ha. Đây là nguyên vật liệu để làm đồ nâng cấp cho cây nỏ của mình đó. Kế tiếp đến thì mình cần khá là nhiều than. Đây có than luôn. Và một chút màu bột nhuộm á. Và bột nhuộm thì không ở đâu ngoài chỗ farm sắt của mình. Tại vì đây là nơi có rất là nhiều hoa hồng luôn. Mình có thể lấy bột nhuộm màu đỏ ha. Lấy mấy stack vậy ta? Lấy tầm 3-4 stack gì đi. 3 stack. Rồi, đổi thành bột nhuộm. Xong mình sẽ... Còn gì thiếu gì không nè? À, còn thiếu một thứ nữa. Đó chính là giấy. Giấy thì mình cần phải qua cái chỗ farm mía của mình. Ô, giờ trời tối hả? Căng gì ta? Trời tối là hơi căng. Ui, có mấy nhóc nhỏ nữa. Trời tối lại chỗ này là bị úp sọt liền. Nguy hiểm thiệt á. Rồi, giờ thì đã an toàn rồi. Đi xuống dưới coi. Hôm nay không có AFK thường ở chỗ này nên nó không có nhiều giấy cho lắm. Nhưng mà không sao, có bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu ha. Nhiều đây cũng khá là nhiều rồi. Giờ thì mình sẽ chế tạo ở dưới này luôn cho nó an toàn, chứ giờ lên trên bị làm phiền lắm. Giấy, mía thì mình sẽ đổi hết ra giấy ha. Đây, thật là nhiều luôn. Wow, quá trời quá đất luôn rồi. Và nguyên vật liệu cuối cùng thì nó... Gì? Mới xuống dưới đi lên trên là có mấy con zombie nó gình sẵn rồi. Thấy chưa? Nguy hiểm thật sự luôn á. Hên là có cửa sập rồi dàn giáo nên nó không có chui xuống dưới á. Không thì tới công chuyện nữa. Và nguyên vật liệu cuối cùng thì nó không có ở trên đất liền. Mình phải xuống địa ngục. Đó chính là những cái que quy lửa ha. Thế nên bây giờ thì mình sẽ xuống địa ngục để tiến tới một cái pháo đài địa ngục gần nhất. Farm que quy lửa thôi. Nãy bay mạnh quá, bay ngang chỗ nhùm nhàm nữa chứ. Bó tay luôn. Ui, nay tôi farm quy lửa không phải farm xương đen. Ây ưu. Ao, đốp sọt mình. Chưa có mặc full giáp nên nó quýnh rất là thốn luôn á. Căng chưa. Né ra đi. Nay tôi xuống đây để tôi lấy que quy lửa thôi. Giận mấy anh xương đen rồi, hôm bữa săn mấy anh quá trời quá đất. Rồi đây, xuất hiện luôn rồi nè. Dạ. Đau quá. Mình cần farm rất là nhiều ha, để mình đổi ra những cái bột quy lửa nè. Mình có 3 stack than nên mình sẽ farm cỡ 3 stack bột quy lửa ha. Khá là nhiều á. 1 stack 15 để mình đổi ra thử. À, gần đủ rồi nè. Vì mình săn tầm 2-3 que nữa thôi. Để cho nó lên cỡ một stack 50 mấy cái bột đi ha. Ủa, 2 stack 5 mấy bột đi ha. Rồi mình sẽ đi làm chuyện khác thôi. Đây, ra tiếp nè. Có cái kiếm nhặt nên farm mấy cái que quy lửa khá là tiện luôn á. Rồi. Đủ rồi đó, đủ chi tiêu rồi. À, và sẵn tiện ở đây nó còn khá là nhiều xương đen nên mình sẽ săn luôn ha. Qua đây. Qua đây homie lại đây. Thử nhân phẩm với 3 anh thôi nha. Để coi nhân phẩm hôm nay như thế nào. Ui,
Ui da. Ui, quên mặc cái cánh vô mà đồ nhảy á. Đội bay à. Xem ném là bay xuống dung nham luôn rồi. Hên lại còn xử lý kịp. Nguy hiểm thì chứ. Rồi lâu lâu mình cứ bị quên là mình chưa mặc cánh hoài à. Rồi xuống đây xử lý anh này. Hai anh rồi đúng không? Thêm một anh nữa đi. Test nhân phẩm của ngày hôm nay trước khi trở về làm công chuyện ha. Hồi nãy mình thấy bên đây còn nè. Ui, bên đây 4 anh lực luôn hả? Cần gì? Một con 4. Một con 4. Một con 4. Ôi, ui. Một con 4. Ui, đừng có trúng độc nha. Đừng. Ui, con quy lớn con bắn nữa. Rồi, con 4 xong xém ném là đi đai luôn rồi. Nguy hiểm thật. Thôi thôi thôi, đủ rồi, về. Ở đây cho nhiều xương đen thì mình cũng không có lại đâu. Nguy hiểm muốn xỉu luôn á. Sau khi đã có sơ sơ qua những cái nguyên vật liệu như nãy giờ mình chuẩn bị ha, thì mình sẽ về nhà để ngủ giấc rồi đó. Ngủ cũng không yên nữa. À, con nhỏ này ghê. Nó canh me canh chua dưới nhà mình. Bốn kiếp thiệt, cho ngủ cái đi. Không ngủ là hồi phantom nó kiếp nữa đó. Ư, vẫn chưa ngủ được. Còn con nào vậy? Này 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 này. Sao mấy con này nó cứ rình rình dưới nhà này vậy nhờ? Cay thiệt á. Này thì rình mò nè. Rồi trời gần sáng luôn rồi, thôi dẹp luôn đi, khỏi ngủ đi. Muốn đi ngủ luôn mà cũng không yên nữa. Rồi sẵn tiện ở đây nó có cái bàn chế tạo thì mình sẽ chế tạo ngoài này luôn đi ha. Mình sẽ cho những cái bột bị lửa, những cái than cũng như là những cái thuốc súng vào để mình tạo thành những cái quả cầu lửa ha. Mình làm được trước mắt là 3 stack rồi nè. Sau khi đã có được những cái quả cầu lửa thì bây giờ mình sẽ tiến hành chế tạo thành những cái gọi là bông pháo hoa ha. Mình sẽ kết hợp lại và tạo thành cỡ một stack đi nha. Một stack bông pháo hoa trước đây. Với một stack này thì mình sẽ làm ra được bao nhiêu cái pháo hoa đây. Mình càng cho nhiều những cái bông pháo hoa giống như vậy thì sát thương của cái đòn bắn của mình nó sẽ càng cao ha. Nhưng mà tầm bắn của nó thì lại rất là ngắn luôn. Và nếu mình muốn tăng tầm bắn á, thì mình có thể giảm số lượng bông pháo hoa lại. Và mình sẽ cho thêm thuốc súng giống như vậy ha. Như vậy thì mình sẽ có được cái tầm bắn xa nhưng mà sát thương thì nó sẽ không cao. Đó, đó là những cái ưu điểm và nhược điểm của cái loại đạn này. Và chắc mình sẽ làm cái loại sát thương cao đi. Bắn phát nào là chất lượng phát đó ha. Rồi gom gom coi được bao nhiêu ha. 54 phát. Ui giời ơi, cái này bắn hơi bị đã luôn á nha. Nhưng mà mình phải phân biệt rõ cách nào là dùng để bắn, cái nào dùng để bay nha. Nè, cái này là bay không nè. Cái bắn thì nó sẽ có màu đỏ. Ngoài màu đỏ ra thì mình có thể thay bằng bất kỳ cái loại màu nào ha. Miễn có màu là được. Rồi, nói có sách mách có chứng luôn. Gài đạn hở. Đấy đấy đấy, các bạn coi kìa. Ủa, cầm trên tay thì mới thấy ha. Đây, cái đầu nỏ của mình bây giờ không phải là mũi tên nữa mà là một cái viên pháo hoa. Giờ bắn cái đùng phát là mấy bé dân đàn này la làng hết đó. Rất là mạnh ấy, không đùa đâu. Ôi nhưng mà giờ ngủ không được. Trời mưa ghét ghê á. Cái đội đạn này thì nó hay một cái là mình có thể bắn ở cả dưới nước luôn nha. Ví dụ đằng kia có con mực với vài con cá kìa. Bắn vô. Nó bay xa quá. Hút rồi. Ví dụ mình bắn trúng con mực đi. Coi coi như thế nào ha. Đó, bành xác con mực luôn rồi. Hơi bị dữ đó nha. Rồi ví dụ với con nào vậy ta? Con heo thôi đi. À, heo nè. Headshot. Có kìa. Nó bình thường bắn một cái là không có chết con heo đâu á. Nhưng mà với cái phát đạn này thì một phát một chết con heo luôn. Chết tươi. Quá là khủng khiếp. Cái này chắc phải đi test ban đêm ấy. Ban đêm mà càng nhiều quái mình test nó mới đã. Ồ, và đây vẫn chưa phải là sức mạnh tối đa đâu. Tại vì cây nỏ của mình hiện tại nó vẫn còn thiếu một dòng rất là cần thiết luôn. Đó chính là mưa tên. Dòng đó thì
Mình bắn một lần nó tốn một pháo hoa đi, nhưng mà nó bắn lại ra tới ba cái viên pháo lận. Rất là hay luôn á. Hay là bây giờ chúng ta cùng nhau đi săn cái dòng đó nha. Được được được, hợp lý hợp lý. À đây rồi đây rồi, có con hàng để test đây rồi. Nếm mùi nha cưng. Một phát. Ô con này cũng khá là trâu á. Zombie bắn một phát không chết nổi. Lâu lắm mới gặp mấy học sinh của mình nè. Trời ơi, học sinh nhí này chưa lớn nữa ta. Sao dại giờ? Học sinh nhí đâu à? Ôi, học sinh nhí chạy luôn rồi. Trời ơi, học sinh này thầy giáo tới mà còn ngủ khè 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 ở đây nè. Quá là láo tét. Thầy tới không chào thầy nữa. Thầy lọc tới mà không chào chứ. Ừ. Giờ chắc nữa ngủ nữa. Cái gì ngủ hoài vậy? Ngủ nè. Đâu rồi? Cái cục. Đây. Cái cục này nghề của thanh niên đó nè. Dám không lễ phép với thầy nè. Rồi, học ngày mới đi. Tịch thu cái giường luôn. Rồi, học đi. Gào lại luôn nhờ. Đóng cửa lại, không cho đi luôn. Rồi, ngồi trong đây học. Giờ ép cho học luôn. Học đi. Lại đây ngồi dành giường với ta, ông thần. Sợ thiệt. Mình lấy cái rìu ra để dễ dàng làm việc hơn. Trời, đừng để thầy nóng nha. Thầy bây giờ thầy có vũ khí hàng nặng đó. Ui chết rồi, mình lỡ bắn học sinh mình ơi. Thôi xong luôn. Ngôi làng hồi nãy thì mình lỡ tác động vật lý lên học sinh rồi, nên không có đổi ghẻ được. Nên mình phải tìm một ngôi làng khác ha. Tranh thủ. Cà kiếm được bao nhiêu thì cà kiếm. Đây rồi, mưa tên. Bảo vệ khỏi sát thương khi rơi hả? Dòng đó thì mình cũng cần á. Giảm sát thương khi rơi với dòng mưa tên ha. Bữa nay là mục tiêu của mình là hai cái dòng đó. Được cái nào thì đánh bắt lùi thôi, không cần. Được cái nào thì mình cũng lấy hết trơn á. Mọi miễn một trong hai dòng đó là lụm à. Ủa? Đây rồi. Có mưa tên rồi. Giá rất là rẻ luôn. Ui, được thiệt sự. Ngại gì mà không lụm. Rồi xong, học sinh này tháng này là được nha, được tiên dương đó. Giờ tới học sinh này đi. Trời ơi, chưa gì đã có được rồi. Tại hồi nãy mình lỡ quýnh trúng một cái bác dân làng kia. Cái gì đây? Thôi, có nghề rồi, dạy cho bác khác nữa. Bác nào chưa có nghề lại đây tôi dạy nè, làm thú thư. Biết gì hồi nãy mình đem thêm một cái bụt nữa thì hay quá. Ồ, giờ thì kiếm sẵn tiện rồi, mình sẽ kiếm luôn cái dòng cái gì ta? Giảm sát thương khi rơi ha, để ép vô cái ổn mình. Có nhiều pha mình nhảy từ trên cao xuống thì sẽ không sợ gãy chân ha. Chắp điện. Ê, hay cái này nè. Lụm luôn, tại vì cái đinh ba của mình vẫn chưa có chắp điện. Trời ơi, được hai quyển sách ngon rồi. Nhưng mà thứ mình cần bây giờ lại là một quyển giảm sát thương khi rơi. Vẫn chưa có được nữa. Khó nha. Không sao, mình vẫn còn một vài bác dân làng ở đây. Chưa có nghề nè. Dạy tiếp. Ui nhưng không được. Dạy ở đây bác đó yêu nghề có quay lại đây học ké nữa. Không được. Phải tìm một ngôi làng khác thôi. Một ngôi làng đỡ được hai quyển sách tốt là ok rồi. Chấp điện với mưa tên á. Kiếm một ngôi làng khác gần đây để dạy tiếp thôi. Ủa có thú thư luôn nè. Thôi. Thú thư đời cũ rồi này, thú thư đời mới nè. Để thầy lọc dạy cho. Không thích à? Giận rồi. Ok. Chơi mà chơi giỏi. Giận hơn vu vơ nữa. Nè. Ê, sao lại làm nông dân? Người ta dạy làm thủ thư cho mà không chịu đi làm nông dân. Vậy đây. Lại chê nữa à? Họ chê thì thôi, dạy cho người khác. Tưởng có giá lắm hay sao á? Đây cả đống luôn nè. Ai sẽ là người được chọn đây? 2000 years later. Nay mấy học sinh chê lớp thầy Lộc hay sao rồi? Thầy Lộc lâu nóng với thầy Lộc mới tác động vật lý thôi, chứ bình thường thầy Lộc không có tác động vật lý đâu mà sợ. Bây giờ không học mới bị tác động vật lý nè.
Bây giờ dân làng nhìn mình không mà không chịu học nè. Buồn vậy. Đây rồi. Trời ơi, học sinh này giỏi vậy, học phát ra luôn nè. Bảo vệ khỏi sát thương khi rơi. Xuất sắc, xuất sắc. Mình sẽ đổi hai quyển luôn đi. Rồi, ngon lành canh đào. Thôi dẹp đi. Mấy học sinh này coi chừng đó nha. Tiên Dương học sinh đó. Vậy thôi, vậy thôi. Chiếc này đi có kết quả rồi. Đi một xíu thôi mà gom được 3 dòng gồm hóa tốt luôn. Bây giờ thì mình sẽ ghé ngang chỗ bé dân làng sửa chữa để mình mua thêm một quyển sách sửa chữa nữa ha. Đây, thêm một quyển sửa chữa nữa để mình ghép vào cái cây nỏ luôn đi. Để cây nỏ mình có thể sửa bằng kinh nghiệm luôn ha. Cho vào thử vô coi. Nó sửa chữa các thứ đâu. Giờ cho thêm dòng mưa tên nữa. What? Rồi, 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 mình hiểu rồi. Có vẻ là dòng xuyên thủng nó không áp dụng được với dòng mưa tên hay sao ấy. Có vấn đề phát sinh rồi. Vậy là mình phải làm một cây nỏ khác rồi. Tại vì cây nỏ hiện tại của mình nó đã có dòng xuyên thủng. Căng vậy ta. Vậy là mình phải chịu khó đi qua bên thế giới kết thúc để mình farm kinh nghiệm rồi cường hóa một cây nỏ khác rồi. Ây, không vui tí nào cả. Rồi coi công thức của cây nỏ coi. Giờ phải bay hẳn qua bên thế giới kết thúc thôi. Thì cái tình luôn á. Ủa nhưng mà khoan, mình cần phải có thêm dòng gì ta? Nạp nhanh đúng không? Vậy là bây giờ mình cần phải... Hồi đây có chậm hỏng sẵn nên mình sẽ mang theo quyển chậm hỏng đi. Giờ mình sẽ cần hai dòng. Thứ nhất, thứ nhất là dòng nạp nhanh ha. Thứ hai là sửa chữa. Tại vì bây giờ mình đã có chậm hỏng rồi nè. Có mưa tên luôn rồi. Ừ, vậy là cần hai dòng nữa. Không biết quan bệnh cường hóa như thế nào đây. Rồi giờ trước mắt mình có một ít cấp này nè. Bắt đầu cường hóa được rồi đó. Trời ơi, né 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 ra coi mấy con này. Cản trở chỗ người khác làm việc. Rồi. Nạp nhanh 1. No, mình cần nạp nhanh 2 lần. Bỏ 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 bỏ, làm lại làm lại. Xuyên thủng nữa. Thôi. Nạp nhanh đi. Quá tam ba bận. Nè, đây rồi. Ủa nhưng mà nạp nhanh cấp độ 3 mới mắc mà. Cày không tạ nổi luôn, nãy giờ nó ra nạp nhanh 2 mấy lần rồi. Nên mình quyết định là làm thêm một cây nỏ nữa ha. Mình cường hóa trước nạp nhanh 2 đi. Rồi một xíu nó ra nạp nhanh 2 nữa là mình sẽ ghép 2 cây. Như vậy là sẽ có được nạp nhanh 3. Chứ gặp nạp nhanh 2 hoài cay lắm, chịu không nổi. Đây rồi, nạp nhanh 2 đây rồi. Đó, như vậy thì mình sẽ gom lại và sẽ có được nạp nhanh cấp độ 3 ha. Oh man. Nó bể luôn cái đe rồi. Không sao, không sao. Mình đại gia sắt, cái gì chứ sắt thì mình không thiếu ha. Lấy gan chút. Làm cái đe mới. Hú hồn, hú hồn. Rồi, từ nạp nhanh 3 thì mình sẽ ghép thêm dòng mưa tên nữa. Đó. Rồi còn gì nữa không ta? Chầm hỏng có luôn rồi hả? Vậy thì tuyệt vời quá rồi. Còn cái đinh 3 thì mình cũng sẽ sẵn tiện đây. Ép luôn cho nó dòng chớp điện ha. Chớp điện. Đấy. Đinh 3 chớp điện nè. Ổn thì sẽ ép thêm dòng giảm sát thương khi rơi. Nó cần 11 cấp lần hả? Vậy farm tiếp mới được. Rồi, nhét vô. Ổn giảm sát thương khi rơi nha. Đây là dòng mình rất là cần để cho những pha nhảy từ trên cao xuống mình nó đỡ nguy hiểm hơn. Rồi, như vậy thì mình đã xong cái công đoạn cường hóa rồi. Bây giờ thì mình sẽ test luôn cho các bạn xem sức mạnh của cái cây nỏ sau khi ép dòng mưa tên ha. Nó là cả một sự khác biệt đấy. Rồi, chuẩn bị nè. Sao mà đỡ được. Ui. What the hell. Ow.
Mình bắn một phát Enderman nó dịch chuyển ra ngoài hết trơn luôn. Ui ui ui, xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi. Tôi tôi không nên nghịch với Enderman rồi. Ui, nó quýnh mình bể, bể vật tổ trường sinh luôn rồi. Rồi test lên Enderman là một sai lầm nha. Test thất bại rồi, test thất bại rồi. U là trời. Suýt nữa thì chơi ngu có thưởng rồi. Tuổi trẻ hãy sống hết với thứ gọi là cà khẹ. Blau bali blau brau. Để mình bắn vô mấy con này ha. Sức mạnh mới của ta đây mấy nhóc à. Ôi chưa chưa, để mình né né bé heo ra. Bé heo đứng vậy sao bắn ta. Đông quá à. Kìa kìa, thanh niên kia mặc giáp các thước à. Chuẩn bị bắn phát lại ha, thăng thiên. Nhóc nhỏ. Nhóc nhỏ đi ra chỗ khác. Đi ra đi. Né ra chỗ khác nha. Nhóc nhỏ nguy hiểm vậy ta. Ồ, Reaper nữa. No. Càng đông càng vui. Bu lại đây. Bu đông lại đây. Ừ. Bu đông lại đây, một hit. Áo. Chưa, mình cần phải chuẩn bị đạn nữa. Cái này mình phải chuẩn bị đạn ở bên tay trái mới bắn được. Đó. Cái này là mình có thể tấn công trên diện rộng luôn, chứ không phải đơn thuần là một mục tiêu giống như cây nỏ lúc trước á. Bây giờ là mình chỉ cần bắn xuống đất thôi, nó nổ ra là cũng dính sát thương rất là lớn cho mấy cái con quái xung quanh á. Công nhận combo này là một combo để kiểu như mình có thể con được cả đám ha. Ê, cả đám hay là mình xuống địa ngục mình chơi nha. Thằng kia có ba con Reaper lượt à. Thông thường thì mất cỡ hai phát bắn thì mới. Đó đó, mình đứng xa vậy mà còn mất máu cả đống đấy chưa. Đúng mạnh luôn. Mình đứng xa như vậy mà cũng bị dính lây sát thương nè. À, cũng đủ hiểu cái loại đạn này nó mạnh đến mức nào rồi đó. Rồi, cẩn thận mới được. Cái nào không cần thiết thì mình nên hạn chế sử dụng ha. Tại vì lượng đạn mình có hạn, nên chỉ dùng những lúc cần thiết thôi. A few moments later. Oh no. Thêm pha xử lý thần thánh của mình nữa rồi. Trời ơi, nãy giờ làm việc mà quên bấm quay à. Đại khái, nãy giờ mình sẽ tóm tắt lại sơn á. Tiếc quá, trời ơi. Mình hơi hầu đầu một tí. Mình sẽ thay thế cái phần Netherrack cũ á bằng những cái cát linh hồn ở phía sau này. Kiểu như mình phân lô ra. Mình sẽ chia cho nó thành nhiều cái vùng khác nhau bên địa ngục. Chẳng hạn như vùng này là cái vùng cát linh hồn nè. Nơi sẽ có những cái hóa thạch ha. Còn ở giữa thì mình sẽ cho vô những cái biome khác như là khuẩn dị thể đỏ thẫm nè. Rồi đằng kia là vùng nấm kỳ dị. Phía trên đó thì mình có xây một cái pháo đài địa ngục mini á. Tại vì có rất là nhiều bạn góp ý, kiểu như là gợi ý cho mình nên xây một cái pháo đài phiên bản mini hoặc là mô hình đó, kiểu vậy. Ôi, mình hết block rồi. Này mình sẽ sửa lại một tí ha. Xây ngay đây cho nó hoàn chỉnh tí. Rồi, đây chính là pháo đài địa ngục phiên bản mini nè. Các bạn thấy nó có nét nét gì giống không? Mình đã cố gắng xây giống nhất có thể rồi đó. Nhưng mà nó không được to lắm, tại vì diện tích có hạn á, nên mình chỉ xây nó được tới đây thôi. Còn vùng này là cái vùng ba gian nè. Mình sẽ cho nó đan xen với một cái basin luôn ha. Nhưng mà nãy giờ ngồi bốc vừa ha, xây vừa bốc phét các thứ. Rốt cuộc không ấn quay à, một hồi ra mới biết á. Chán mình thiệt chứ. Và bây giờ thì mình đang làm tới cái công đoạn là đổ nhung nham á. Tại vì ngoài basin ra thì những cái vùng khác mình nên cho một ít nhung nham vào thì nó sẽ thực tế hơn. Cũng như là ở đây nữa nè. Ở đây là phía dưới của pháo đài địa ngục thì chắc mình sẽ cho hết nhung nham luôn á. Giống như là một cái hồ nhung nham vậy á. Mình nghĩ nó sẽ khiến cho cái chỗ này nó giống pháo đài địa ngục hơn rất là nhiều. Rồi, giờ thì mình sẽ tiếp tục cái công cuộc múc nhung nham của mình thôi. Sau khi đổ nhung nham vào thì bây giờ mình đã hoàn thiện xong cái phần trang trí ở phía địa ngục rồi ha. Nói chung thì đây là toàn bộ những gì mà mình có thể làm rồi đó. Từ cái basin của mấy thanh niên Bitlin nè, pháo đài địa ngục, dùng khuẩn dị thể đỏ thẫm và dùng các linh hồn á. Nói chung thì cũng khá là ưng ý rồi đó. Còn về phía bên phần đối diện, đó chính là phần đất liền, thì lần trước
cũng có cái ý tưởng, đó chính là mình sẽ đưa gấu panda qua đây á, mình thấy khá là hay ha. Chắc bây giờ mình sẽ đưa lần lượt là gấu panda nè, rồi con vật như là cừu, bò, gà, kể cả mấy cái bác dân làng may mắn nữa. Đâu có thiếu dân làng được. Nói chung thì dân làng mà được đưa lên đây là mấy bác là sướng nhất luôn rồi đó. Có chỗ chơi nè, có thủy cung để ngắm nè. Mình lâu lâu bay qua đây mới được ngắm, còn mình đưa vô đó là sống ngày nào cũng gặp thủy cung luôn. Đầu tiên là bò với cừu ha. Bò trước đi. Một em. Ê, từ từ mấy cân, từ mấy cân, bình tĩnh. Ui, thôi xong rồi, mình lấy cho bò ăn luôn rồi. Oh no. Mình bị lắc nữa chứ. Mắc kẹt trên cái thuyền cây thế. Em bò tiếp theo, đừng có chạy. Chạy đi đâu, bò hả bò. Cù hả cù. Nhóc này nữa. Chỉ cần cho lên thuyền thôi, mỗi em một cái thuyền á, là hoàn thành. Lên giùm cái. Rồi. Xong rồi ha. Giờ lứa tiếp theo là tới gì ta? Còn con gì dắt được nữa không? À, gấu đúng rồi. Còn mấy bé gấu nữa. Từ từ nha. Rồi, một nhóc. Nhóc tiếp theo. Đừng có giành thuyền nha, đi lên. Rồi. Ui, tính ra cái này làm cũng nhàn đó nha. Hơi mất thời gian dẫn lại đây thôi, nhưng mà nói chung dẫn tới đây là khá là nhàn luôn á. Giờ để tính... Ủa, có rùa nữa hả? Chà, mấy em rùa này ở đây làm gì? Thôi đi thôi anh, qua thí cung, anh dắt qua thí cung chơi. Nha, yeah. Đúng rồi, một nhóc. Tới công chuyện thiệt chứ. Còn nhóc nào nữa không ta? Hồi nãy em thấy nhiều rùa lắm mà. Nghe nói dẫn cái đi, dẫn đi cái bơi trốn hết trơn rồi. Kìa kìa, đằng kia còn nhóc nữa kìa. Nhưng mà giờ chưa lên bờ nên chưa dẫn lên thuyền được ha. Chắc bây giờ mình sẽ dẫn tiếp mấy bé dân làng đi nha. Ờ, còn heo. Heo với gà nữa. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn thêm heo với gà nữa ha. Rồi hả, tới mấy bác dân làng. Tại chỗ để dân làng á, mình thấy nhiều bác mà kiểu sao ta, ẩn trọng mình á, cũng buồn tội nghiệp thôi. Nãy định dẫn 2-3 bác nhưng mà giờ dẫn 5 bác đi ha. Cho chỗ đó đông đông vui vui xíu. Còn giờ công việc của mình là lần lượt dẫn từng bác này, rồi từng em gà, em bò, em cừu vô trong thủy cung ha. Kể cả gấu cũng như là rùa nữa. Dẫn hết luôn, nói chung là dẫn hết á. Vô thủy cung, sống cho vui ha. Bé cuối cùng, đi vô. Xuống, bấm. Như vậy thì công cuộc di dời những cái em thú nuôi vô trong thủy cung đã thành công rồi á. Ủa, rùa đâu rồi? Ê! Ủa? Nãy mình để thêm một em rùa đây đâu. À đây, kìa, trời, núp nhỏm. Hú hồn chim én tưởng đâu mất rùa chứ. Rồi, giờ thì thoải mái di chuyển đi. Hiện tại thì chưa có cái chỗ nước nào đủ to để cho rùa có thể bơi lội ha. Nên chắc trong thời gian sắp tới mình sẽ xem xét xây thêm chỗ để cho rùa bơi lội nè. Rồi xây một vài cái bê ôm khác cho cái phần bên này nữa ha. Đó là kế hoạch tương lai thôi. Còn hôm nay mình đã mất rất là nhiều thời gian cho cái công cuộc trang trí bên địa ngục rồi. Giờ chắc mình sẽ xả xì chết xíu đi nha. Cho mấy bác dân làng ở đây vui chơi thoải mái các thứ đi ha. Mình cũng có tranh thủ mình dạy cho mấy bác này cái nghề nông dân á, để trước mắt mấy bác này nhìn có vẻ đẹp hơn nè. Đội cái nón rơm này mình nhìn thấy rất là đẹp luôn. Rồi từ từ mình hẳn xây nhà cho mấy bác này sao ha. Rồi, cái đó là kế hoạch tương lai. Còn bây giờ thì cùng mình đi khám phá hoặc là đi tròn tròn xíu đi, chứ nãy giờ làm việc ở đây cũng khá là mệt rồi. Đây rồi. Để kiểm chứng sức mạnh của cái vũ khí mà hôm nay mình cất công chế tạo thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quẩy ở trong một cái bay sành luôn ha. Đây là bay sành xịn nha, chứ không phải bay sành phiên bản mình tự làm đâu. Có vẻ khá là đông bích liên luôn á. Nhưng mà được cái là cái bay sành này nó nhiều vàng ha. Xuống luôn, hốt luôn. Dưới này có bích liên, chờ sẵn. Bích liên này vô đây. Vô đây. À, căng. Lại gần là mình bắn cho banh xét á, chứ đừng có giỡn. Tại vì mình mặc full giáp nên mình không sợ ha. À, còn có lòng spawn nữa, đập luôn. Rồi, lấy sạch số vàng của bọn chúng thôi. Giàu to rồi.
Không ngờ cái Bayson này nó lại giàu đến như vậy. Bây giờ mở cái rương mà nó ra Netherite nữa là đẹp nè. Chính xác, 2 vụn Netherite và 1 áo vàng cường hóa luôn. Quá là giàu cho một cái Bayson. Ui chết. Mình bị dồn vô góc rồi. Ui. Cái bụng này thay phiên nhào lên đánh mình kìa. Nhìn đúng tiếu luôn. Bành sát đi. 2 phát. 3 phát. Ui. Mấy tên Bitlin thông báo đúng đúng mạnh luôn. Ui là trời, mình bắn 4 phát mà không xi nhê kìa. Còn cầm cự được hả? Gì châu vậy? Nó châu hơn mình nghĩ. À đây rồi, rương đôi đây rồi. Nhưng mà rương đôi nó chỉ có được đúng một cái mảnh vỡ cổ đại thôi. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã thành công nâng cấp cây nỏ mình trở thành một vũ khí xịn sò và mạnh hơn rất là nhiều. Đồng thời, mình cũng đã trang trí được sơ sơ cái phần còn lại của cái thủy cung rồi ha. Nó chính xác hơn là phần bên địa ngục nè. Và sắp tới còn nhiều thứ mà mình cần phải trang trí nữa để cho thủy cung của mình nó ngày càng trở nên đẹp hơn ha. Ui, còn có dân làng thương nhân nữa cơ. Đã vậy. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp ha. Còn bây giờ thì bye bye.